nếu viêm phế quản chúng ta không có điều trị kịp thời thì nó sẽ mãn tính, và mãn tính chúng ta không điều trị nữa đúng cách nữa, cứ để nó dây dưa như vậy hoài thì nó sẽ rất là nguy hiểm đến cơ thể chúng ta. Cũng vì gừng nó sẽ làm ấm cái cổ của chúng ta lên, cái phế quản chúng ta lên, cho chúng ta nó lạnh ở trong cái phế quản chúng ta, nó gây ra đàm, có đàm và nó sẽ gây ho rất là nhiều. Gừng vào đây nó sẽ gây ấm cổ họng chúng ta. Trầu này nó kháng viêm kháng khuẩn rất tốt, mật ong rừng thiên nhiên nó sẽ gây làm lành cái vết thương cho chúng ta. Xin chào cô bác anh chị, thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô bác anh chị mình hai cái bài thuốc mà để chúng ta có thể trị được cái căn bệnh là viêm phế quản mãn tính của bác anh chị mình. Viêm phế quản mãn tính thì cái căn bệnh này thì nó khi mà nó chúng ta bị mắc phải cái căn bệnh này thì nó rất là khổ luôn. Chúng ta ho rồi tức ngực rồi có đàm, nói chung là chúng ta ho rất là nhiều. Mà cái bị viêm này thì không phải đơn thuần là nó ho không, nó ho rồi nó đau. Nó đau cái lồng ngực chúng ta, đau cổ chúng ta rất là khó khăn luôn. Đôi khi chúng ta bị nặng nó gây cái hành sốt chúng ta. Thì nó đã mãn tính rồi thì cô bác anh chị mình cũng biết rồi đó, nó cái mức độ mà nguy hiểm của bệnh thì nó rất là cao. Nó có thể gây rất là nhiều cái biến chứng sau này. Thì song song với việc chúng ta có thể điều trị bằng thuốc tây, tây y, thì hôm nay Hải sẽ giới thiệu và chia sẻ cho cô bác anh chị mình hai cái cách để chúng ta có thể điều trị cái căn bệnh này đơn giản. Và lúc trước rất là lâu rồi Hải đã chia sẻ cái hai cái bài thuốc này rồi, và có một số cô bác anh chị mình đã sử dụng và có kết quả rất là tuyệt vời. Thông qua hồi âm lại thì mình đã nhận được những hồi âm rất là tích cực về cái hai bài thuốc này, đó là khỏi bệnh rất là tuyệt vời. Thì hôm nay cũng đã rất lâu rồi thì hôm nay mình chia sẻ lại bài thuốc này, mong rằng có một số cô bác anh chị mình không có thấy bài thuốc này thì chúng ta có thể cập nhật thêm. Bởi vì khí hậu thì ở nước ta thì nó rất là, nói chung là nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Ví dụ như là nó đang nắng rồi nó mưa, như vậy thì những người mà sức khỏe yếu thì đâm ra thì rất là dễ gây bệnh. Chúng ta bị ho, ho lâu ngày thì chúng ta không trị thì nó sẽ bị viêm thôi, viêm phế quản chúng ta. Thì cuối cùng thì nó phải mãn tính thì rất là khó trị. Và đây là hai cách mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị mình hôm nay. Cách thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là một cái cách rất đơn giản thôi. Đây của bác anh chị mình Thì đây là cái lá trầu mà Hải muốn chia sẻ cho các bác anh chị mình hôm nay. Trầu này là để người xưa là người già người ta ăn trầu, trầu cao á. Thì cái lá trầu này có một số dùng gọi là trầu không, nhưng ở miền Nam của Hải thì gọi là trầu không, gọi là lá trầu thôi. Còn hình như ở miền Bắc á, người ta gọi là trầu không. Cái này là trầu mình ăn nè ha. Thì cái lá trầu này nó có những cái tính chất kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt luôn. Cho nên là Hải sẽ chia sẻ cho các bác anh chị mình cái bài thuốc hôm nay. Để có bài thuốc trị viêm phế quản mãn tính từ cái lá trầu này rất đơn giản các bác anh chị các bác anh chị mình có thể lấy cho Hải là lá lớn cỡ này, các anh chị lấy 7 lá. Còn cái lá nhỏ cỡ này các bác anh chị lấy cho mình đó là 10 lá ha. Thì chúng ta sau khi chúng ta đã có lá trầu tươi rồi, nếu lớn thì chúng ta lấy 7 lá, còn nếu nhỏ thì chúng ta lấy 10 lá. Cô bác anh chị đừng có lấy lá trầu non như thế này ha, lá trầu dài dài như thế này nè thì nó có tác dụng cao hơn. Cô bác anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch và để ráo cho Hải, và giã thật nhuyễn ha, giã thật nhuyễn. Trong khi cô bác anh chị giã cái lá trầu này, cô bác anh chị bỏ vào cho Hải là 5 lát gừng nhào mình trồng á, củ gừng á đó. Lát cho Hải 4 đến 5 lát vừa thôi, đừng dày quá và đừng mỏng quá. Bỏ vào cái lá trầu này luôn, chúng ta giã cho thật nhuyễn luôn. Nếu nhà chúng ta có máy xay sinh tố thì chúng ta xay cho thật nhuyễn càng tốt. Sau khi chúng ta đã giã hoặc xay nhuyễn rồi, cô bác anh chị đổ cho Hải một ly nước nhỏ như thế này vào, một ly nước nhỏ như thế này, ba cao vậy, ba lớn như thế này, nghĩa là một ly nước uống nước trà, thường uống nước trà của mình á, nước sạch, nước lọc á, nước lọc hoặc nước nấu chín để nguội, đổ vào đó. Cô bác anh chị khuấy đều lên và cô bác anh chị dắt lên nước cốt cho Hải. Vậy là chúng ta đã có nước cốt giữa trầu và gừng rồi, lá trầu và củ gừng rồi ha, nước cốt. Cô bác anh chị bỏ vào cái nước cốt đó cho Hải một muỗng, nửa muỗng hoặc một muỗng cà phê mật ong rừng thiên nhiên, nửa muỗng hoặc một muỗng cà phê mật ong rừng thiên nhiên. Nếu chúng ta không có mật ong rừng thiên nhiên, cô bác anh chị có thể sử dụng mật ong nhà nuôi cũng được,
nhưng mật ong rừng thiên nhiên là tốt nhất. Bỏ vào đó, bỏ vào cái nước cốt đó, khuấy đều lên và chúng ta sử dụng một lần ha. Mỗi ngày nếu chúng ta nặng thì chúng ta sử dụng hai lần, sáng và chiều. Đặc biệt sáng khi chúng ta vừa thức dậy thì chúng ta sau khi chúng ta ăn sáng xong chúng ta sử dụng, và trước khi chúng ta ăn trước khi chúng ta đi ngủ á thì chúng ta sử dụng. Cách sử dụng rất đơn giản, của bác anh chị ngậm từ từ, nuốt vào hết xong cái hớp cái khác. Như vậy là một lần làm là một lần sử dụng. Mỗi ngày chúng ta sử dụng hai lần thì chúng ta làm hai lần để chúng ta sử dụng ha. Đó là cái cách mà để chúng ta trị về viêm phế quản mãn tính từ cái lá trầu này và củ gừng và mật ong rừng thiên nhiên. Lưu ý rằng khi mà chúng ta bị mãn tính rồi thì chúng ta sử dụng ít nhất 10 ngày mới có kết quả thuyên giảm. Các bác anh chị nên kiên trì sử dụng. Nếu đã thuyên giảm có nghĩa là chúng ta đã hợp bài thuốc thì chúng ta nên sử dụng, đến khi nào mà cảm thấy hết hẳn thì chúng ta mới ngưng. Chứ các bác anh chị, chứ nếu mà nó hợp bài thuốc mà các bác anh chị sử dụng hết bệnh 80%, các bác anh chị thấy khỏe lắm rồi ngưng, thì còn 20% nó sau này nó sẽ tái lại và nó sẽ nặng hơn lúc ban đầu. Cho nên các bác anh chị mình sử dụng đến khi nào khỏi hẳn thì chúng ta ngưng. Và bài thuốc thứ hai mình muốn chia sẻ cho các anh chị mình về cái trị viêm phế quản mãn tính cũng rất là đơn giản thôi các anh chị. Bài thuốc thứ hai này của các anh chị sử dụng chanh cho mình ha. Trái chanh á, cái trái chanh mà mình hay làm nước chanh hoặc là làm nước mắm á, mình nặng vô miếng đó, cái chanh chua bóp gỏi rồi đó. Trái chanh đó của các anh chị sử dụng bột chanh cho Hải ha. Thì để sử dụng cái làm ra cái bột chanh thì rất là đơn giản, nếu chúng ta biết cách thì tuyệt vời. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho các bác anh chị mình cái cách để làm bột chanh mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta có bài thuốc. Muốn làm bột chanh thì các bác anh chị sử dụng cho Hải là, với bài thuốc này thì các bác anh chị sử dụng cho Hải là 100 gram chanh, trái chanh tươi, là liều lượng là 100 gram trái chanh tươi. Của anh chị tươi và trái chanh cho nó đẹp đàng hoàng ha, tươi đàng hoàng và chanh không quá già, không chín hoặc là không non, trái chanh vừa thôi. Đó. Bỏ vào tủ lạnh và bỏ vào cái ngăn đá đó. Của anh chị bỏ vào ngăn đá cho Hải ha, bỏ trái chanh đó. Khoảng 7 đến 8 giờ sau, 7 đến 8 tiếng đồng hồ sau là nó sẽ đông thành đá. Của anh chị sử dụng, của anh chị mình lấy cái bàn nạo và để mình nạo củ mì ra. Cái bàn nạo nạo củ mì á, nạo cho cái củ mì nó thành bột đó. Ha. Của anh chị sử dụng cái bàn nạo đó cho Hải đó, và lấy trái chanh đó, cái chanh đã đông đá rồi, của anh chị cũng nạo sạc sạc vô cái bàn nạo bằng bàn trà đó, sạc vào như vậy thì trái chanh mình nó đông thành đá khi mình sạc như vậy, và cái trái chanh mình nó dạng là dạng tép muối ha, cái dạng tép muối, cho nên mình sạc như vậy là mình có, sau khi sạc xong thì mình có cái bột chanh rồi ha, dạng tươi ha, bột chanh dạng tươi, có bột chanh rồi. Của anh chị sử dụng cho Hải là 100 đến 150 gram cái mật ong rừng thiên nhiên, có nghĩa là 1 lạng đến 1 lạng rưỡi mật ong rừng thiên nhiên đó, bỏ vào cái bột chanh mình mở nạo xong. Nếu chúng ta không có mật ong rừng thiên nhiên thì chúng ta sử dụng mật ong nuôi cũng được, nhưng mà mật ong rừng thiên nhiên thì nó tốt nhất. Chúng ta trộn đều hai cái loại hỗn hợp lại, bột chanh và mật ong rừng thiên nhiên, trộn cho nó đều lại và chúng ta bỏ một cái keo và chúng ta có thể giữ trong ngăn mát tủ lạnh để chúng ta sử dụng dần. Mỗi lần sử dụng chúng ta sử dụng một muỗng cà phê, múc một muỗng cà phê ngậm, nuốt từ từ nuốt từ từ, và cái bã chanh đó chúng ta có thể nhai và chúng ta nuốt luôn đó. Mỗi ngày các bác anh chị sử dụng cho mình, nếu nặng các bác anh chị sử dụng cho mình từ 4 đến 5 lần, còn nếu nhẹ từ 2 đến 3 lần, trước ban cũng được, sau ban cũng được. Tốt nhất là một cái lần đầu tiên là của bác anh chị sử dụng sau khi chúng ta ăn sáng xong, và cái lần cuối cùng trong ngày chúng ta sử dụng là trước khi chúng ta đi ngủ. Khi mà chanh nó có axit, nó sẽ sát khuẩn cái vùng cổ của chúng ta. Mật ong nó có tính kháng viêm và nó lành vết thương. Thì chúng ta bị viêm có nghĩa là chúng ta bị sưng đỏ ở trong cái vùng khoang cổ họng chúng ta đó. Thì mật ong nó sẽ làm lành cái vết thương của chúng ta lại, và cái chất axit acetic ở trong cái trái chanh nó sẽ kháng viêm cho chúng ta, nó diệt khuẩn cho chúng ta trong cổ họng chúng ta. Đó là cái cách mà để Hải có thể chia sẻ cho các anh chị mình hôm nay. Đó là cái bài thuốc trị viêm phế quản mãn tính từ chanh và mật ong rừng thiên nhiên. Nó rất là đơn giản thôi các anh chị mình. Nhưng nếu viêm phế quản chúng ta không có điều trị kịp thời thì nó sẽ mãn tính, và mãn tính chúng ta không điều trị nữa đúng cách nữa, cứ để nó dây dưa như vậy hoài thì nó sẽ rất là nguy hiểm đến cơ thể chúng ta.
Và cái trầu này cái tính chất kháng viêm kháng khuẩn rất tốt, cộng với mật ong và gừng. Gừng nó làm có cái tác dụng gì? Gừng nó sẽ làm ấm cái cổ chúng ta lên, cái phế quản chúng ta lên, cho chúng ta nó lạnh ở trong cái phế quản chúng ta, nó gây ra đàm, có đàm và nó sẽ gây ho rất là nhiều. Gừng vào đây nó sẽ gây ấm cổ họng chúng ta. Trầu này nó kháng viêm kháng khuẩn rất tốt, mật ong rừng thiên nhiên nó sẽ gây làm lành cái vết thương cho chúng ta. Như vậy hai bài thuốc hôm nay hãy chia sẻ cho bác anh chị mình đều có tính chất kháng viêm sát khuẩn và lành vết thương. Bởi vậy cái mật ong rừng thiên nhiên là cái nguyên liệu dược liệu tốt nhất trong hai bài thuốc này. Nếu của bác anh chị mình không có tìm được cái nguyên liệu là mật ong rừng thiên nhiên thì chúng ta có thể sử dụng mật ong nhà nuôi vẫn được. Bởi vì nếu mà chờ mật ong rừng thiên nhiên thì rất khó, bởi vì mật ong rừng thiên nhiên hiện tại thì nó rất là khó tìm. Cho nên của bác anh chị uống luôn cái mật ong nhà nuôi vẫn được. Nhưng mà như vậy thì chúng ta trong thời gian đó chúng ta vẫn cố tìm cái mật ong rừng thiên nhiên để sau này chúng ta có thể sử dụng cho chúng ta hoặc chia sẻ cho những người khác để làm phúc. Phúc chúng ta không xài thì con cháu chúng ta xài. Thưa các anh chị mình. Rồi thì cái video thì mình cảm ơn các anh chị mình đã luôn đồng hành ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng những bài thuốc như thế này, nó đơn giản như thế này nhưng nó có thể giúp ích được một phần nào đó cho các anh chị mình có hoàn cảnh thật sự khó khăn mà cần đến những bài thuốc đơn giản như thế này, bởi vì không có tiền chạy chữa cái căn bệnh của mình để lâu ngày thì nó rất là nguy hiểm. Mong rằng nó có thể giúp ích được cho các anh chị mình. Rồi thì của video hãy cảm ơn các anh chị mình và chúc các anh chị mình có một cái sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hãy đến đây hãy xin được kết thúc. Bye bye mọi người nghe.